Hello, xin chào anh em, lại là tôi, người hàng xóm thân thiện của ông, Hiếu Lê đây. Và chúc mừng mọi người, đây đó chính là một bộ laptop mới của tôi, tôi vừa mới mua không ạ. Thì các ông có thể thấy đây đó chính là hãng MSI. MSI chắc là nhiều cũng biết rồi, nó là chuyên về dòng gaming. Về nói qua về một số thứ về con máy này, thì con máy này có tên gọi là MSI GF 75 Thin 10SC0868VN. Hệ thống điều hành có i7 như tôi đã nói. Con này là FHD 14HZ Win 10 này. Con này có màn hình đen, ba lô và có chuột. Con này sản xuất năm 2021, là vừa mới năm nay luôn. Xuất xứ ở tại Trung Quốc. Có một về hướng dẫn sử dụng bỏ qua này, hướng dẫn bảo quản bỏ qua này chúng ta được biết rồi. Bên thành phần của cái máy tính này chúng ta có thân máy, sạc, một cái tờ hướng dẫn sử dụng, ba lô và chuột. Nhà sản xuất ở trong đây ghi là MicroStar International Co Ltd, địa chỉ là số 69 đường Lai, phố Lai, đường Giâm Ly, ở New Tây, thành phố New Tây, phường 235 ở Đài Loan đấy. Nhà nhập khẩu là ở công ty cổ phần máy tính Vĩnh Xuân, địa chỉ 39 Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Và cảnh báo là không tiếp xúc trực tiếp với lửa và vật dụng dễ cháy khác. Đấy là về sơ qua về cái bộ máy tính MSI này. Này chắc là sẽ mượn cho việc mà tôi chỉnh sửa video, hoặc là chỉnh sửa dùng Photoshop, hoặc là Adobe Premiere, hoặc là một số phần mềm khác liên quan đến video, hoặc là chỉnh sửa ảnh. Cộng với cả con này thì chắc chắn là sẽ chơi game mượt hơn so với con này. Đây, tôi nói đúng không? Đây là cái con cũ của tôi, các bạn không biết có thể thấy không? Đây, người có thể thấy đây đó chính là con Asus Intel model là 8265NGW FCC ID. Con này model là S510U, con này chắc cũng mua từ Trung Quốc rồi. Input là 19V 3.42 Ampere 65W để nạp. Một số thông số khác đấy, ngay cả mặt trước đây, mặt sau, nói chung là tôi cũng dùng được khoảng 3 năm rồi không ạ. Đấy, là có hơi sờn ở chỗ này và nó cũng hơi bị va quệt ở như góc này đây. Ông có thể thấy kỹ ở đây. Chẳng may có một lần tôi đánh rơi mất cái máy tính này xuống dưới nền đất, thế là nó bị cái này là dễ vào. Với lại máy này cũng theo tôi 3 năm rồi các bạn. Nếu mà theo tôi tính được biết thì là tôi mua con máy này từ hồi 2018 đến bây giờ là coi như là 3 năm rồi. Coi như là con máy này của chúng ta tôi sẽ cất tạm vào kho, coi như là chúng ta sẽ không còn sử dụng nó nữa. Bây giờ chúng ta sẽ khui cái hộp máy tính mới này ra xem có những cái gì bên trong này nhá. Ở trong cái hộp máy tính này của chúng ta ấy, thích nhỉ? Đây, mọi người có thể thấy trước mắt đây của chúng ta đó chính là một hộp MSI, hãng MSI về pin, một hộp màu đen cộng với cả một cái ba lô hình MSI này. Đấy, mọi người có thể thấy ở đây. Đấy, khá là đẹp, made in China. Một số thông số đó là cái ba lô này là cái Super Backpack 2. Product name là G34N1XXX21 gạch ngang S19 này. Thì con MSI về cái ba, đây là cái ba lô để tặng kèm với cái máy tính. Đây, chúng ta sẽ để tặng cái máy tính ở cái ba lô này ra đây. Và ra là xong hồ hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mở con máy tính này xem có gì nào. Các con muốn thấy không? Đây, ở trong đây là cái túi đựng có cái máy tính MSI của tôi đặt đây. Trước tiên là tôi sẽ cho ông theo dõi cái màn hình máy tính nó sẽ như thế nào chứ nhá. Đây, như các bạn có thể thấy ở mặt trước của chúng ta đây, phần tản nhiệt trong đây như là hai quạt hay sao ấy, nên là nó sẽ đỡ bị gọi là nóng máy hơn, sau đỡ bị kiểu cái dây đu của nó sẽ giảm hơn so với, đỡ hơn so với cả cái máy kia. Đấy. Đây là về mặt trước, còn mặt sau của chúng ta đây. Đấy. Đấy.
đấy, nó như thế này. Thì đấy, cái thông số chữ ở dưới thì nãy tôi đã đọc rồi đấy. Đây là về con máy MSI của chúng ta. Tiếp theo là đây là cái gì nhỉ? Chúng ta sử dụng à? Cái này là một cái quan trọng. Về bộ con chuột đây. Đây là con chuột MSI của chúng ta. Các con có thể thấy không? Đây là MSI Mouse M88. Thực ra thì về lý thuyết là nhà tôi lại đang có một con chuột Genius này đây. Tôi mua con này hình như là tôi không nhớ không nhầm, hình như là khoảng 200 hay sao ấy. Ừ. Nhưng mà cái máy tính này thì người ta tặng đi kèm luôn cả với con chuột MSI Mouse này. Thôi cứ tạm thời cái con này chúng ta sẽ tính sau. Còn tôi vẫn sẽ dùng cái Genius. Và cuối cùng vẫn chính là bộ sạc. Nào vậy thì cái máy này rất may mắn là nó không phải như sạc của ASUS. Cái con này lại làm tôi nhớ tới cái hồ sơ tôi mua con HP, hồ sơ nhà tôi có một con HP, tôi cũng mua cái bộ ta cắm qua như thế này, xong rồi cắm vào cái đầu kia, tức là cái kết đầu này cắm vào cái kết đầu của cái này nhá, thì vẫn hơi giống kiểu của con gì nhỉ, con ASUS tôi vẫn đang dùng đây, còn cái đầu của này thì là hơi giống HP đấy. Đó là vì sơ qua về con sạc. Trước khi kết thúc video này thì tôi sẽ cho các ông gọi là xem tí trải nghiệm của tôi sử dụng cái máy tính MSI này nó sẽ như thế nào nhá. Trước mặt anh em đây, đây chính là máy tính MSI và cái bìa trắng hôm trước tôi đã bóc rồi. Ở bên phải đây của anh em đó chính là con chuột MSI. Một số anh em có khi là không thể thấy kỹ nên hôm nay tôi sẽ quay và coi như sử dụng con chuột này nó có ngon hơn con chuột Genius này không. Ở bên trái của anh em đây đó chính là cái bộ sạc của máy tính MSI này. Hôm trước mà tôi bảo các anh em là cái bộ sạc này giống con HP của trước này có. Đây là bộ nguồn và đây là ổ cắm. Và bây giờ tôi sẽ mở cái máy tính này để cho anh em xem cái máy tính này nó sẽ như thế nào nhé. Mặt anh em đây đó chính là màn hình của con máy tính MSI đây, khá là đẹp. Còn đây là bàn phím của con máy tính đấy đây, cùng với Intel Core i7 và Nvidia GeForce GTX. Nói sơ qua về thông số cấu hình thì về CPU của nó, con này chạy Intel Core i7 Comet Lake 10750H và 2.50GHz. Về RAM thì con này chạy 8GB DDR4 2 khe và 3200MHz. Về ổ cứng thì con này là SSD 512GB NVMe PCIe hỗ trợ khe cắm HDD SATA. Con này màn hình là 17,3 inch Full HD 1920x1080 và 144Hz. Con này card màn hình là card độ họa rời Nvidia GeForce GTX 1650 4GB. Với cổng kết nối của con này là 3 USB 3.2 HDMI LAN RJ45 USB Type-C. Con này đặc biệt ở chỗ là có đèn bàn phím cũng như các con MSI khác thôi. Con này hệ điều hành là Windows 10 Home SL. Con này thiết kế được là cái vỏ nhựa và pin liền. Và cuối cùng là về kích thước của con này dày 23,1mm và nặng chính xác 2,2kg. Ở bên phải máy tính của chúng ta đây có một cổng jack tai nghe, một cổng micro, một cổng USB 3.2, một cổng USB Type-C và một cổng LAN. Còn ở bên trái máy tính của chúng ta đây đó chính là hai cổng USB 3.2, một cổng HDMI, một cái jack sạc và hai khe tản nhiệt ở hai bên. Và cuối cùng chúng ta không thể quên nhắc đến tới kích thước của máy tính này, dài 397mm, rộng 260mm và dày 23,1mm tính từ đế của máy tính cho đến phần nắp của máy tính. Cùng với đó, đó chính là bộ phận âm thanh sống động Realtek High Definition Audio, nó sẽ như thế này.
thì đây là con máy tính MSI của tôi. Con này ở chỗ Thế Giới Di Động bán ấy thì là khoảng 23.490.000. Nhưng mà nếu mà mua on công, mà mua online thì nó sẽ giảm 1 triệu, tức là sẽ còn 22.490.000. Đấy. Để sau qua là hôm nay chúng ta đập quà của cái món máy tính mới của tôi. Còn cái laptop Asus này thì tôi chưa biết đó. Đang phân vân là không biết con nên bán hay không, bởi vì tôi nó theo tôi được 3 năm rồi không ạ. Nhưng mà rồi nói thật là cái HD của con này nó bắt đầu chạy chậm đi với cả. Bây giờ là nó cũng có nhiều bản cập nhật mới, thế nên là tôi có lẽ sẽ không dùng con này nữa, mà tôi sẽ chuyển sang con mới đi này. Nên là cũng dù sau 3 năm rồi cũng là một gian khá là dài. Đã gắn bó với nhau khá là lâu, cũng phải chia tay nó rồi. Thì bây giờ tôi sẽ quan con này. Thì quả unboxing tập đầu tiên của chúng ta chắc là sẽ kết thúc ở đây thôi. Nếu mà có thiếu sót thì hoặc là ý kiến gì, đóng góp gì, mọi người muốn hỏi tổng số ra sao thì để